thưa quý vị, là bà chủ khách sạn bộn bề với công việc kinh doanh, lại từng trải qua nhiều lần phẫu thuật lớn. Ấy vậy mà suốt gần 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Hải Ngư vẫn miệt mài với các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ mồ côi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Dù vẫn bận rộn với việc kinh doanh, nhưng những ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi bên gia đình, bà Nguyễn Thị Hải Ngư lại cùng Hội Chữ Thập Đỏ của quận và phường đến thăm hỏi động viên, trao các suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Gia đình không chỉ được bà Ngư hỗ trợ tiền nhà hàng tháng mà còn hỗ trợ nuôi 5 cháu nhỏ. Nhờ đó, cuộc sống vơi bớt phần nào khó khăn, các cháu có cơ hội được đến trường. Bà Ngư ấy, bà cho hỗ trợ nhiều lắm. Đấy thì thôi thì cũng là nhờ quận mới nhờ phường, nhờ bên Chữ Thập Đỏ là trong hoàn cảnh tôi là giúp đỡ gia đình nhà tôi. Bà cũng thương hoàn cảnh đấy nhà tôi đấy thì bà cũng giúp đỡ gia đình tôi. Nhiều. Trong những năm vừa qua thì gia đình nhà chị Nguyễn Thị Hải Ngư thì luôn luôn đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ quận Cầu Giấy phát tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường cũng như trên địa bàn quận và trên mọi miền Tổ quốc. Ở đâu có những người có hoàn cảnh khó khăn thì gia đình chị Nguyễn Hải Ngư lại thực hiện lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ quận để đến với cả chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Hải Ngư đã từng trải qua gần 10 lần phẫu thuật. Tuy sức khỏe không được tốt nhưng không vì thế mà tâm nguyện làm việc thiện của bà vơi đi. Tấm lòng của bà đã mang đến niềm vui, niềm hy vọng cho rất nhiều người có số phận bất hạnh. Mình làm từ thiện này không phải là mình để cho mọi người phải ghi nhận, mà mình cảm thấy những cái mình, việc mình làm thiện nguyện này là mình muốn được nhìn thấy họ hạnh phúc, mình nhìn thấy họ bớt khổ, mình cảm nhận được những cái người ốm đau bệnh tật, họ khỏe lên, họ gia đình người ta hạnh phúc. Với những đóng góp không biết mệt mỏi cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, bà Ngư đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt, năm 2020, bà đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt. Bằng tấm lòng yêu thương và tình cảm chân thành, bà Nguyễn Thị Hải Ngư đã mang niềm vui, sự sẻ chia ý nghĩa đến với những mảnh đời bất hạnh. Và hành trình của bà Ngư vẫn sẽ còn tiếp tục bởi bà tâm niệm, còn sức khỏe, còn làm việc, còn giúp đỡ mọi người.